Ngày 11 tháng 8, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 8 bị can để điều tra xử lý hai hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người. Các bị can gồm Trần Văn Danh, 18 tuổi, Nguyễn Hữu Hoàng, 18 tuổi, Nguyễn Hữu Vàng, 17 tuổi, Nguyễn Hoàng Gia Thắng, 17 tuổi, Nguyễn Thành Nam, 18 tuổi, Nguyễn Văn Hậu, 17 tuổi, Ngô Ngọc Ngọc, 22 tuổi, cùng trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, và Nguyễn Nguyên Thành, 17 tuổi, ngụ Thoại Sơn, An Giang. Theo điều tra ban đầu, nhóm của Nguyễn Nguyên Thành, tự Thành Xám, có mâu thuẫn từ trước với một nhóm do đối tượng có biệt danh Mi Đen cầm đầu, nên nhóm của Thành nảy sinh ý định đánh trả thù. Khi nhóm Thành phát hiện nhóm Mi Đen đi tới tỉnh lộ 943, đoạn thuộc khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, thì Thành cùng nhiều đối tượng khác dùng dao tự chế, chĩa ba mũi lao ra đuổi đâm, chém nhóm Mi Đen gây náo loạn trên đường. Trong lúc rượt đuổi, Thành dùng dao tự chế chém Võ Quốc Khiêm, 15 tuổi, tử vong. Tối ngày 10 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh, do Võ Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1997, ngụ quận Gò Vấp cầm đầu. Công an xác định Hạnh từng là tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia Việt Nam và đã nghỉ việc vào ngày 5 tháng 10 năm 2022. Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không Việt Nam, nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 đô la Mỹ đến 3.000 đô la Mỹ một lượt. Ngoài việc môi giới cho gái bán dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hạnh còn môi giới cho gái bán dâm đi tour, đi tỉnh với số tiền thu lợi rất lớn. Trước đó ngày 9 tháng 8, phòng BC02 phối hợp cùng công an quận 1 kiểm tra một khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, phát hiện 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong 4 cô gái có 3 tiếp viên hàng không và hot girl người mẫu ảnh. Tại công an, 4 cô gái bán dâm khai nhận được Hạnh môi giới đi bán dâm tại khách sạn trên với giá 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ một lượt một người và thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Tú Bà Hạnh khai liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và hot girl, người mẫu ảnh. Sau đó, Tú Bà gửi hình ảnh gái bán dâm mặc đồng phục tiếp viên các hãng hàng không để gửi cho khách mua dâm nhằm tăng cuốn hút. Số tiền bán dâm một lần là 27 triệu đồng, tương đương 1.000 đô la Mỹ. Khách đi qua đêm với giá 60 triệu đồng, khoảng 3.000 đô la Mỹ. Hạnh thu tiền qua chuyển khoản ngân hàng của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng một lần. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 đô la Mỹ đến 3.000 đô la Mỹ tại địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 11 tháng 8, Công an thành phố Tam Điệp, Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Huy Toán, sinh năm 1999, trú địa phương, để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Toán là chủ xưởng sửa chữa ô tô, có địa chỉ tại tổ 18, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp. Do làm ăn thua lỗ, vay mượn nhiều người và liên tục bị chủ nợ đòi, đối tượng đã nghĩ ra phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng để có tiền trả nợ. Toán bịa ra thông tin, có gói đăng ký bảo hiểm thân vỏ miễn phí cho xe ô tô, gửi đến khách hàng nhằm chiêu dụ khách giao xe và giấy tờ xe đến xưởng làm bảo hiểm. Ngay khi nhận xe và giấy tờ của khách, Toán mang xe đi bán cho một số gara ô tô khác trên địa bàn các huyện Hoa Lư và Yên Mô của tỉnh Ninh Bình và các tỉnh Hà Nam, Thái Bình để lấy tiền trả nợ. Tính từ tháng 7 năm 2023 đến nay, Toán đã lừa đảo chiếm đoạt 9 xe ô tô của khách hàng. Qua công tác tuần tra kiểm soát lúc 17 giờ 10 phút ngày 8 tháng 8, tại km 783 trên quốc lộ 1, lực lượng trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Trị phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh nhận được tin báo về việc một hành khách có nghi vấn vận chuyển trái phép ngoại tệ đang trên xe ô tô khách mang biển kiểm soát 5B07 lưu thông theo hướng Huế - Đông Hà. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ 10 phút ngày 8 tháng 8 tại km 783 trên quốc lộ 1, cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiến hành đón lõng xe ô tô khách nói trên. Qua khám xét,
Lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của hành khách Nguyễn Thị Loan, 52 tuổi, trú khóm Tây Chính, thị trấn Lao Bảo, có hơn 410.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 9,5 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 8, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã xác minh được lai lịch chiếc tàu đánh cá xảy ra vụ việc, 3 ngư dân bị đánh tới chấn thương, đồng thời đã giải cứu đưa cả 3 người bị thương vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. 3 người bị đánh trên tàu cá có chung hoàn cảnh là thất nghiệp, khó tìm việc làm nên đã thông qua môi giới nhận lời xuống tàu đi biển. Trước khi đi, mỗi người được cho mượn 2-3 triệu đồng để lại gia đình, tiền lương tùy theo sản lượng đánh bắt cá. Tại bệnh viện, nạn nhân T, 41 tuổi, ngụ Kiên Giang kể, cách đây khoảng 2 tuần, anh có nhờ người đi trên tàu lấy áo mưa để mặc do trời đêm mưa lạnh. Không những không được cho áo mưa mà anh T còn bị đánh tới gãy xương cẳng tay phải. Nạn nhân thứ hai bị đánh là anh C, 39 tuổi, quê Bến Tre. Anh C cho biết mình chưa từng đi biển nên chịu đựng sóng gió không nổi. Nhiều lần trong lúc làm việc trên tàu cá thì bị đuối sức. Mỗi lần như vậy, anh đều bị một người trên tàu tên Mỹ dùng cây gỗ đánh vào đầu, vai. 2-3 người khác cùng phe với người tên Mỹ cũng đánh anh. Khi vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu, nơi này chụp CT cắt lớp cho thấy anh C bị tụ máu não vùng thái dương phải. Hiện sức khỏe anh đã hồi phục dần. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, kết quả xác minh bước đầu cho thấy vụ việc đánh đập ngư dân xảy ra và được quay clip vào ngày 27 tháng 7. Clip này sau đó được lén chuyển về cho người thân các nạn nhân để cầu cứu. Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu liên tiếp 3 bệnh nhi bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trong 3 bệnh nhi này, trường hợp bệnh nhi 3 tuổi quê Nghệ An bị loại rắn sọc đen sọc trắng cắn vào cánh tay phải khi đang ngủ dưới nền nhà. Các bác sĩ xác định trẻ bị rắn cạp nia miền Bắc cắn và đây là loại rắn có nọc độc rất mạnh. Trong khi huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia chưa được sản xuất tại Việt Nam, nguồn cung phụ thuộc vào nước ngoài và thường khan hiếm. Do vậy, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên hệ nhiều bệnh viện để tìm nguồn cung cấp huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia miền Bắc và đã được Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn có tác dụng chung cho rắn cạp nong, cạp nia, hổ chúa, hổ đất. Đến nay sau 2 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua giai đoạn nguy hiểm. Trường hợp thứ hai là một trẻ 28 tháng tuổi ở Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, hôn mê, co giật, hoại tử lan rộng ở cẳng bàn chân trái. Bác sĩ xác định cháu bé bị rắn hổ đất cắn và qua sự hỗ trợ của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi đã được truyền 40 lọ huyết thanh kháng nọc rắn hổ và thở máy. Đến nay sau khoảng 1 tuần điều trị, bệnh nhi dần hồi phục sức khỏe, nhưng ngón cái bàn chân trái bị rắn cắn đã bị hoại tử nên cần phẫu thuật cắt bỏ. Bé thứ ba là bé 13 tuổi ở Thái Nguyên, bị rắn lục cắn khi đang lao động. Bệnh nhân này đã được truyền 10 lọ huyết thanh kháng độc rắn lục tre, truyền plasma tươi và chăm sóc tích cực nên chỉ sau 1 ngày điều trị, tình trạng cháu đã ổn định và được xuất viện.